Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về xử lý sự cố màng RO phần 2. Phần nội dung trình bày sẽ bao gồm 5 phần. Thứ nhất là dấu hiệu nhận biết sự cố. Thứ hai là định vị sự cố. Thứ ba là phân loại sự cố. Thứ tư là xử lý sự cố. Và cuối cùng là autopsy. Phần 1, dấu hiệu nhận biết sự cố. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt lại xử lý sự cố màng RO phần 1, điểm qua những phần quan trọng. Thì đầu tiên bên tay trái các anh chị nhìn thấy đây là một hệ RO bao gồm có dòng vào, bơm và cái hệ RO, những cái màng RO gọi là RO array, và sau đó là có dòng ra và dòng concentrate. Thì chúng ta cần phải đo đếm những cái thông số của hệ RO như sau. Thứ nhất là nhiệt độ, độ dẫn điện, lưu lượng và áp suất. Và sau khi chúng ta đo đếm thì chúng ta ghi vào nhật ký vận hành, đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn hóa số liệu. Thì bên tay phải các anh chị nhìn thấy đó là cái điều kiện chuẩn hóa, là chúng ta chuẩn hóa về điều kiện vận hành ổn định lúc mới bắt đầu hệ thống, lúc startup. Và từ cái số liệu chuẩn hóa thì chúng ta sẽ quan sát theo dõi vận hành của hệ RO và chúng ta sẽ tiến hành rửa màng cho đúng lúc. Thì những cái thời điểm để chúng ta rửa màng bao gồm: thứ nhất là lưu lượng sau khi hiệu chuẩn giảm đến 10%, thứ hai là delta V tăng từ 10 đến 15%, và thứ ba là lượng muối qua màng sau khi hiệu chuẩn tăng từ 5 đến 10%. Tuy nhiên sau một thời gian vận hành thì mặc dù chúng ta đã rửa màng nhưng hiệu quả xử lý của màng không khôi phục lại được trạng thái ban đầu, thì chúng ta sẽ từ những cái dữ liệu chuẩn hóa này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo nguyên nhân dẫn đến khả năng hư hỏng của màng là gì, để chúng ta khắc phục những cái nguyên nhân đó để màng tuổi thọ màng có thể kéo dài hơn. Những dấu hiệu khi vận hành thì khi chúng ta vận hành một hệ RO, chúng ta sẽ thấy những vấn đề về hiệu quả xử lý của màng RO chỉ được nhận ra khi các dấu hiệu sau đây trở nên nghiêm trọng. Thứ nhất là lưu lượng dòng thấm, chú ý là lưu lượng đã chuẩn hóa giảm mạnh. Thứ hai là lượng muối qua màng tăng nhanh. Thứ ba là delta V tăng nhanh. Thứ tư là áp suất bơm đạt tới điểm tới hạn. Thì sau khi các dấu hiệu này xảy ra một cách nghiêm trọng thì chúng ta mới xác định đây là sự cố của màng RO. Tóm tắt về các cái dấu hiệu và nguyên nhân của sự cố màng RO. Thì khi các anh chị vận hành một hệ RO, các anh chị sẽ đo được lưu lượng dòng thấm, lưu lượng lượng muối qua màng, delta V. Thì từ những diễn biến này, chúng ta sẽ xác định được cái nguyên nhân trực tiếp gây ra cái những sự cố của màng RO. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từ trên xuống dưới. Thì đầu tiên ở vị trí số 1 thì chúng ta sẽ thấy là lưu lượng dòng thấm tăng nhưng mà không có tăng nhiều quá, hơi tăng thôi. Lượng muối qua màng thì tăng rất là nhanh, ở đây có hai mũi tên tức là tăng rất là nhanh, và delta V là bình thường, tức là cái áp suất trên là áp suất giữa đầu màng và cuối màng bình thường. Thì cái dấu hiệu này cho thấy là màng có khả năng bị oxy hóa. Ở cái dòng số 2 thì chúng ta thấy là lưu lượng cũng tăng, lượng muối qua màng cũng tăng, delta V thì cũng diễn biến bình thường, thì có thể là màng bị rò rỉ. Rò rỉ ở đây có thể là màng bị hư hỏng, bị rách một phần, hoặc là ở vị trí số 3 thì ta thấy cái hiện tượng cũng tương tự nhưng mà không phải bị màng mà là do là o-ring bị lỗi. Hoặc là ở cái dòng số 4 thì chúng ta thấy là ống thu nước dòng thấm bị rò rỉ. Thì đây là những cái dấu hiệu nó giống nhau, nhưng tuy nhiên thì cái nguyên nhân có thể là xảy ra một trong bốn nguyên nhân, thì chúng ta phải kiểm tra thêm. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở những slide tiếp theo sau. Ở dòng số 5 thì chúng ta thấy là trường hợp mà chúng ta thường hay gặp đó là lưu lượng sẽ giảm mạnh. Ở dòng số 6 cũng tương tự như vậy, lưu lượng giảm mạnh và lượng muối qua màng hơi tăng, đồng thời delta V thì chúng ta thấy nó cũng tăng, thì có thể nó rơi vào tình trạng là màng bị keo lên hoặc là màng bị tắc nghẽn bởi các hạt keo, mà chúng ta gọi tiếng Anh là cloidal fouling. Còn ở dòng số 7 thì chúng ta thấy là lưu lượng có giảm, lượng muối qua màng thì vẫn như vậy, tuy nhiên delta V tăng rất là nhanh, trong trường hợp này thì màng đã bị bio fouling.
hoặc là dòng số 8, hoặc dòng số 8 thì chúng ta thấy là lưu lượng giảm mạnh, lượng muối qua màng thì vẫn bình thường, delta B vẫn bình thường, thì màng có thể bị tắc nghẽn hữu cơ hoặc là organic fouling. Ở dòng số 9 thì chúng ta thấy là lưu lượng giảm mạnh, lượng muối qua màng có giảm, delta B thì vẫn bình thường, thì có thể là màng bị hỏng hóc do cơ học, đó là màng bị nén do chúng ta chạy quá áp. Sau khi chúng ta xác định được sơ bộ nguyên nhân xảy ra sự cố thì chúng ta sẽ tiến hành định vị sự cố. Khi sự cố xảy ra đối với màng RO thì chúng ta cần phải làm rõ những cái thông tin sau. Thứ nhất là vấn đề xảy ra là gì? Ở đây là lưu lượng, hệ số thải muối hay là áp suất, hoặc là có thể các vấn đề này xảy ra đồng thời. Và thứ hai, chúng ta phải xác định được cái vị trí xảy ra sự cố. Sự cố xảy ra ở một pressure vessel hay là một housing, hay là xảy ra ở nhiều pressure vessel, và sự cố này xảy ra ở bậc một, bậc cuối, chúng ta nói là bậc bậc hai hoặc là bậc cuối, hoặc là nếu là đối với hệ RO 3 bậc thì sự cố này xảy ra ở bậc chính giữa, hay là sự cố xảy ra trên toàn bậc. Và nếu chúng ta đã biết là trong một hệ RO có trong một vỏ RO thì có nhiều lỗ màng bên trong, thì chúng ta xác định là sự cố nằm ở đầu màng hay cuối màng. Thì từ cái vị trí đó chúng ta sẽ xác định rõ hơn được cái nguyên nhân cụ thể và chúng ta tìm được cái giải pháp khắc phục. Và đồng thời chúng ta cũng phải xác định xem là sự cố xảy ra đột ngột tại một thời điểm, hay sự cố này đã kéo dài trong suốt quá trình vận hành. Để tiến hành định vị được điểm có lượng muối xuyên qua cao, chúng ta sẽ tiến hành probing test. Thì probing test, các anh chị nhìn lên hình, các anh chị sẽ thấy những cái dụng cụ cần. Đầu tiên là chúng ta sẽ có cái kết nối, cái adapter, cái clamp để kết nối vô cái van ở cái phía dòng thu nước dòng thấm của vỏ màng. Và sau đó chúng ta sẽ cần một cái ống nhỏ 1/4 inch để chúng ta đưa từ phía dòng ống thu nước đưa lên phía đầu màng RO. Thì tùy theo, nếu mà cái vỏ màng RO của chúng ta chứa 6 màng thì là khoảng 6 mét, thì cái đoạn ống này chúng ta phải dài hơn 6 mét một chút. Thì để tiến hành làm probing test thì đầu tiên chúng ta sẽ luồn cái ống từ phía cuối màng, từ phía cuối của cái vỏ lên hết tới cái đầu màng ở bên trên. Thì sau khi chúng ta luồn xong thì chúng ta vẫn bật cái hệ thống chạy bình thường. Thì đoạn đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái ống nhỏ ra một cái khoảng là 15 cm để chúng ta tiến hành lấy mẫu nước và đo độ dẫn điện. Thì tại cái vị trí này chúng ta sẽ xác định được coi cái vị trí giữa cái adapter của cái vỏ với cái màng đầu tiên, coi nó có bị rò rỉ hay không. Thì để thuận tiện hơn thì chúng ta sẽ marking, tức là đánh dấu trên cái ống trước, thì chúng ta sẽ kéo theo đúng cái những cái khoảng cách chúng ta đã marking sẵn, thì chúng ta sẽ không bị nhầm lẫn. Và tiếp theo, sau khi chúng ta kéo ra 15 cm thì những cái đoạn tiếp theo thì chúng ta kéo đều là 20 cm. Thì ở đây mỗi màng RO nó sẽ có chiều dài là 1 mét, do đó chúng ta khi chúng ta kéo đều 20 cm thì chúng ta sẽ đánh giá được những cái điểm rò rỉ ở hai đầu của màng, có nghĩa là những cái khớp nối của màng, cái coupling, và chúng ta sẽ đánh giá được trong cái thân màng coi có cái chỗ nào nó có bị rò rỉ hay không. Thì khi chúng ta lấy mẫu, nếu chúng ta đo thấy được cái độ dẫn điện của vị trí đó tự nhiên tăng đột ngột thì chúng ta biết là trong cái thân màng hoặc là điểm kết nối có thể bị rò rỉ, và chúng ta sẽ lặp lại bước số 2 cho đến khi cái ống nhỏ được kéo hoàn toàn ra khỏi pressure vessel, hoặc là kéo hoàn toàn ra khỏi housing. Để dễ hiểu hơn thì các anh chị nhìn lên hình, chúng ta sẽ thấy đây là một cái vỏ màng RO, một cái housing trong đó có tổng cộng là 7 màng. Thì từ bên trái đi qua thì chúng ta thấy là nước vào sẽ là từ bên trái, và chúng ta sẽ thu nước từ phía bên tay phải. Do đó cái ống nhỏ của chúng ta sẽ được luồn từ phía thu nước. Các anh chị nhìn cái ống màu vàng xanh da trời thì sẽ được luồn từ phía sau, luồn lên tới đầu màng RO.
Thì tại những cái điểm đỏ là những cái điểm mà mô phỏng chúng ta sẽ lấy mẫu. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ lấy mẫu ở cái điểm đầu tiên, sau đó chúng ta sẽ kéo ra 15 cm là chúng ta ngay được cái kết nối giữa cái adapter và cái màng RO đầu tiên. Thì trong mỗi màng RO ở đây có 7 màng thì chúng ta sẽ lấy mẫu là 20 cm, chúng ta sẽ lấy mẫu một lần. Thì mỗi màng RO chúng ta sẽ lấy được là 5 mẫu. Do đó thì chúng ta sẽ đánh giá được những cái độ dẫn điện của tại từng từng vị trí một. Thì các anh chị nhìn hình bên dưới ở cái vị trí có đánh dấu là số 1. Nếu chúng ta thấy độ dẫn điện ở đó tăng cao, ở cái điểm đầu tiên tăng cao, thì chúng ta sẽ nghi ngờ là chỗ đó có thể đã bị rò rỉ. Bình thường, nếu mà bình thường hệ ERO hoạt động bình thường thì các anh chị sẽ thấy cái đường màu xanh lá cây, đó là đầu cái điểm đầu tiên độ dẫn điện sẽ thấp, và về càng về cuối vỏ màng thì cái điện cái độ dẫn điện sẽ tăng cao, là do cái nồng độ nó đã được cô đặc lên và khuếch tán qua nhiều hơn. Đó là cái diễn biến bình thường. Tuy nhiên khi ví dụ như là ở tới cái vị trí của cái màng số 2 thì chúng ta thấy là tại vị trí đó thì độ dẫn điện sẽ tăng đột ngột lên, mà chúng ta giống xuống thì nó ngay ở cái chỗ cái điểm kết nối interconnector giữa màng số 2 và màng số 3. Do đó thì chúng ta sẽ nghi ngờ là cái interconnector chỗ đó nó có vấn đề. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ làm cho tới cuối màng. Thì đối với các cái hệ RO chúng ta có chuẩn bị một màng thì chúng ta sẽ dễ thao tác hơn. Còn đối với cái hệ có nhiều màng thì chúng ta phải chịu khó, chúng ta tiến hành xác định từ từ, chúng ta sẽ tìm ra được những cái điểm rò rỉ trên hệ thống RO của chúng ta. Dưới đây là ví dụ về plotting test của một nhà máy cụ thể. Thì chúng ta thấy là người ta tiến hành đo ở những cái pressure vessel, ví dụ như số 9, 12, 21, vân vân, 58. Thì người ta dựng lên biểu đồ, chúng ta thấy là đa phần các cái màng RO sẽ ở cuối của cái pressure vessel đã bị rò rỉ, cho nên cái độ dẫn điện nó tăng cao. Thì từ đây thì chúng ta sẽ kết hợp với kiểm tra những cái thông số vận hành khác để chúng ta xác định ra được cái nguyên nhân của sự cố. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phân loại sự cố. Những sự cố thường về màng RO được chia ra làm 3 loại chính. Loại thứ nhất là fouling và scaling. Loại thứ hai là hỏng hóc do cơ học, hay chúng ta còn gọi là tiếng Anh là mechanical damage. Và loại thứ ba là hỏng hóc do các vấn đề về hóa học, chúng ta còn gọi là chemical damage. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về fouling và scaling. Thông thường fouling và scaling sẽ xảy ra ở những cái vị trí nhất định trong hệ RO. Thì như trên hình các anh chị sẽ thấy, nếu màng RO gặp phải vấn đề colloidal fouling hoặc là bio fouling thì thường xảy ra ở stage đầu tiên, đặc biệt là đối với màng RO đầu tiên. Hoặc là nếu scaling thì thông thường sẽ xảy ra ở cái stage cuối cùng, và đặc biệt là đối với cái màng cuối cùng. Còn nếu như màng RO bị organic fouling thì có xu hướng là xảy ra trên toàn hệ. Do đó điều đặc biệt rất là quan trọng là khi lắp đặt là chúng ta phải có đánh dấu lại cái serial number, tức là số series của màng RO, và chúng ta đánh dấu từng vị trí một trong lỗi màng. Thì sau sau khi chúng ta commissioning xong thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ để đánh dấu được cái định vị màng. Thì sau đó khi chúng ta gặp vấn đề về sự cố thì chúng ta sẽ thấy được là màng nào đang bị lỗi. Thì chúng ta sẽ sơ bộ đánh giá được cái khả năng xảy ra, khả năng gây ra lỗi của màng là gì. Nếu chúng ta không đánh dấu được, và khi chúng ta lấy các cái màng ra thì chúng ta sẽ trộn lẫn các màng đó với nhau, thì chúng ta vô tình đã rất khó để xác định được cái nguyên nhân dẫn đến cái hư hỏng màng RO. Để xác định được sơ bộ màng RO bị fouling hoặc là scaling, thì khi lấy màng ra thì chúng ta có thể tiến hành là quan sát
bên ngoài của màng. Ví dụ như hình bên tay phải các anh chị nhìn thấy màng bị keo lim rất là nghiêm trọng, thì chúng ta thấy những cái mảng bám keo bám lại trên vỏ màng rồi. Thì đầu tiên công tác đầu tiên thì chúng ta có thể là cân màng. Thì thông thường các anh chị nhìn ở cái dòng tô đậm thì nếu màng RO mới, màng 8 inch, thì cái khối lượng của màng có thể là từ 11.8 kg cho tới 16.3 kg. Tuy nhiên sau khi bị pháo liên hoặc là kéo liên nghiêm trọng thì màng có thể tới hơn 20 kg. Do đó khi chúng ta tiến hành cân thì chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng này. Như vậy thì tốt nhất là khi chúng ta lắp đặt màng RO thì chúng ta cũng nên, ngoài việc đánh dấu số serial number thì chúng ta cũng nên cân màng mới để chúng ta biết được là cái khối lượng của màng mới ban đầu như thế nào, và sau đó khi chúng ta có giải quyết sự cố thì chúng ta sẽ tiến hành cân lại để chúng ta so sánh, để chúng ta phần nào đoán được cái khả năng scaling và fouling của màng. Và điểm lưu ý là khi các anh chị cân màng thì chúng ta phải tiến hành tháo nước trước khi cân. Dạng fouling đầu tiên mà chúng ta tìm hiểu đó là colloidal fouling hoặc là particle fouling, có nghĩa là fouling gây ra bởi các hạt cặn, hạt keo có trong nước. Thì các anh chị nhìn vào hình bên tay phải thì chúng ta thấy đây là những cái hạt nó trôi qua khỏi cái thâu tiền xử lý và nó đi thẳng vào hệ RO, thì lúc đó nó sẽ làm nghẹt cái màng đầu tiên và có thể làm cho cái độ trên áp nó cũng lớn trong suốt quá trình vận hành. Thì cách xử lý thì nếu nếu như mà cái hiện tượng này nó không quá nghiêm trọng thì chúng ta có thể rửa bằng dung dịch kiềm trước, rồi sau đó chúng ta rửa bằng dung dịch axit để chúng ta khôi phục phần nào về cái hiệu quả của màng RO. Tuy nhiên chúng ta phải tập trung vào cái khâu ngăn ngừa, tức là chúng ta giám sát cái chất lượng nước trước khi vào RO và chúng ta giám sát cái hiệu quả của cái quy trình tiền xử lý. Dạng thứ hai của fouling đó là bio fouling. Bio fouling ở đây là nói tới vi sinh, nguyên nhân là do vi sinh phát triển nhanh trong nguồn nước vào hoặc là trong cái màng RO có nhiều vùng chết, hay là chúng ta gọi là vùng ứ động, hoặc là cái quy trình vận hành của chúng ta không hiệu quả. Thì cách xử lý thì thông thường chúng ta sẽ rửa bằng dung dịch kiềm. Tuy nhiên chúng ta nên tập trung vào cái khâu ngăn ngừa. Ngăn ngừa ở đây là chúng ta sẽ cải thiện cái hiệu quả xử lý vi sinh của quy trình tiền xử lý. Và thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng loại màng có khả năng chống fouling tốt. Thì hiện nay đối với màng Syntex thì chúng ta có thể sử dụng dòng Fortilite CA100 thì có khả năng chống fouling tốt, chống fouling tốt. Và chúng ta thứ ba là chúng ta nên thanh trùng hệ thống định kỳ. Và cuối cùng là chúng ta nên kết hợp với các cái thiết kế chuẩn hợp vệ sinh, tiếng Anh là sanitary design. Dạng tiếp theo của fouling là organic fouling hay là fouling bởi các cái chất hữu cơ. Thì nguyên nhân đầu tiên đó là do các chất hữu cơ tự nhiên có trong nước nguồn, hay chúng ta còn gọi là natural organic matter. Thì các cái chất hữu cơ này tồn tại rất nhiều trong nước nguồn và chúng ta có thể đánh giá qua chỉ số là TUD, TUC hoặc bạch manganat, hoặc là có thể nước nguồn bị nhiễm dầu mỡ khoáng, hoặc là những cái polyelectrolyte sử dụng trong quá trình tiền xử lý. Ở đây lại nói tới các cái chất eo tụ, ví dụ như PAC, chất tạo bông, polymer, hoặc là những cái anti-scalant chúng ta sử dụng để làm giảm cái khả năng scale mà chúng ta sử dụng quá liều. Thì cái cách xử lý đối với dạng này thì chúng ta sẽ rửa bằng dung dịch kiềm. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải tập trung vào cái khâu ngăn ngừa là cải thiện cái hiệu quả của cái quy trình tiền xử lý, và chúng ta sẽ sử dụng cái loại màng có khả năng chống fouling tốt. Dạng thứ tư của fouling đó là fouling gây ra bởi các cái oxit kim loại. Thì thông thường nhất chúng ta sẽ thấy các cái kim loại là sắt, mangan, nhôm, ngoài ra còn có kim loại đồng, nhưng mà ba kim loại đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy thường nhất. Các anh chị nhìn bên tay phải những cái hình và chúng ta sẽ thấy là sắt bám đầy trong màng RO.
Nguyên nhân là do cái khuyến cáo của chúng ta khi đưa nước vào máy RO đó là sắt nên nhỏ hơn 0,05 mg trên lít. Tuy nhiên chúng ta để một cái hàm lượng sắt quá lớn thì khi vào thì sắt sẽ phản ứng với oxy tạo thành kết tủa sắt. Do đó sắt kết tủa sẽ bám đầy trên màng và làm giảm hiệu quả xử lý của màng RO. Ngoài ra có thể là trong cái quá trình tiền xử lý chúng ta sử dụng cái chất keo tụ có nguồn gốc từ sắt hoặc là chất keo tụ có nguồn gốc từ nhôm thì nó cũng nếu mà chúng ta không lọc kỹ không xử lý kỹ kiểm soát trước khi đưa vào RO thì có thể chúng kết tủa trong màng RO. Còn mangan thì thông thường là trong nguồn nước giếng thì sẽ có mangan nhiều thì có thể là gây ra kết tủa mangan và bám trên màng RO. Thì thông thường khi gặp sự cố này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp rửa bằng dung dịch axit. Tuy nhiên chúng ta nên ngăn ngừa các cái kim loại này đi vào hệ RO bằng cái kiểm soát ở khâu tiền xử lý, là lưu ý là chúng ta nên kiểm soát các cái kim loại này nồng độ nhỏ hơn 0,05 mg trên lít. Và chúng ta nên sử dụng vật liệu chống ăn mòn tốt, ở đây là để giảm bớt cái tình trạng ăn mòn đường ống hay ăn mòn những cái khớp nối, là những cái kim loại này sẽ đi vào hệ RO. Và chúng ta nên sử dụng loại màng có khả năng chống tảo lim tốt. Về hiện tượng kéo lim thì đó là sự hình thành kết tủa của những muối ít tan. Thì chúng ta thấy về gốc ca trong đó là canxi, magie, strontium, barium. Hay là chúng ta có những cái anion thì là có carbonate, clo, phosphate, sunfat hoặc là OH hoặc là SiO2. Thì scaling thông thường sẽ xảy ra ở các màng RO cuối cùng của hệ thống. Lý do là ở tại vị trí đó thì cái nồng độ nó cô lập, cho nên cái khả năng hình thành cái kết tủa của các cái muối này cao. Như vậy thì chúng ta cần phải xem xét lại cái chất lượng nguồn nước đầu vào, đánh giá lại nguồn nước đầu vào. Thì nếu mà nguồn nước đầu vào các cái ion này cao quá thì chúng ta cần phải xử lý nó. Thì một trong những cái phương pháp xử lý đó chúng ta có thể là định lượng anti kéo lên. Tuy nhiên thì chúng ta nên lưu ý là cái anti scaling phải dùng đúng, dùng đủ, không được dùng dư. Tại vì khi chúng ta dùng dư thì sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng fouling của màng. Và một một cái thông số nữa chúng ta có thể điều chỉnh đó là cái hệ số thu hồi. Nếu chúng ta hệ số thu hồi quá cao thì nồng độ trở nên quá đặc, nồng độ dược tại trở nên quá đậm đặc thì cho nên khả năng kết tủa nó sẽ cao. Do đó chúng ta có thể là giảm bớt cái hệ số thu hồi, thì lúc này chúng ta sẽ cân đối về cái khả năng scaling và cân đối về cái lượng nước thải, tính nước thải mà chúng ta quyết định cái hệ số thu hồi cho phù hợp. Dưới đây là ví dụ về scaling, thì chúng ta thấy hình bên tay trái đó là CaCO3 scaling, thì CaCO3 bám thành những cái mảng ở bên cái lắp miếng nắp đậy của màng. Và bám lên ngay cả bề mặt màng. Còn hình bên tay phải đó là CaSO4 kaolin thì bám trên lưới phân phối và bám trên bề mặt màng. Thì đối với CaSO3 thì chúng ta có thể rửa bằng dung dịch axit. Tuy nhiên CaSO4 thì rất là khó rửa cho nên chúng ta có thể rửa bằng dung dịch kiềm DDA. Tuy nhiên thì chúng ta nên tập trung vào cái khâu tiền xử lý và chúng ta có thể giảm cái hệ số thu hồi để giảm cái khả năng scaling này. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái sự cố hỏng hóc do cơ học. Dạng hỏng hóc đầu tiên do cơ học đó là sự chảy xước. Nguyên nhân là cho trong nước nguồn còn những cái hạt cặn có cái độ bén sắt cặn. Cho nên khi mà xuyên qua cái khâu tiền xử lý sẽ đi vào màng RO và có khả năng là mà rách màng. Dạng hóc hóc cơ học số 2 đó là telescoping, tức là màng bị tròn ra giống như một cái kính viễn vọng. Thì các anh chị nhìn bên dưới sẽ thấy do vì trên đặt áp suất cho nên cái màng đã bị tròn ra. Thì nguyên nhân đầu tiên đó là do vấn đề về búa nước.
Có phải giờ chúng ta khi tiến hành tách hệ thống một cách đột ngột thì búa nước xảy ra và lúc đó cái trên áp rất là lớn, do đó thì màng sẽ bị tròn lên, và có thể là lưu lượng dòng vào quá cao, hoặc là cái lưới phân phối bị nghẹt, đặc biệt là biofouling thì sẽ làm cho delta pi trên lọc rất là lớn thì màng cũng có thể tròn ra, hoặc là chúng ta không trên cái sim khi lắp màng. Ở đây các anh chị nhìn vào cái hình bên tay phải thì chúng ta thấy là khi chúng ta lắp màng thì chúng ta cần phải chêm cái sim để cho cái màng nó sẽ cứng, nó không bị trồi sụp, do đó trong quá trình vận hành thì nó sẽ giảm bớt cái hiện tượng telescoping này. Dưới đây là những ví dụ về hỏng hóc do cơ học, thì chúng ta thấy ở cái đi từ trái qua thì do là delta pi quá lớn, thì màng có thể bị xoắn lại, bị gãy, hoặc là cái bên tay phía tay bên tay phải thì lưới phân phối có thể bị trồi ra ngoài. Một dạng khác nữa là màng sẽ bị lún hoặc nén, tiếng Anh là intrusion hoặc là compaction. Thì trong trường hợp này là do cái áp suất quá lớn của nước, hoặc là nhiệt độ quá cao, thì do đó những cái màng nó sẽ bị nén thành từng cái nứt gấp. Và chúng ta khi chúng ta tiến hành test bằng thuốc nhuộm thì chúng ta sẽ thấy có những cái vệt màu hồng ở trên màng, thì tại những cái vị trí này thì nó sẽ làm cho giảm cái flux và nó sẽ làm cho cái muối qua màng cao. Dạng tiếp theo đó là back pressure damage, có nghĩa là cái màng sẽ chịu áp suất ngược từ phía dòng thẩm thấu. Thì chúng ta thấy là trên cái hình bên tay phải đó là sẽ xảy ra ở cái thông thường sẽ xảy ra ở màng cuối cùng, và chúng ta nhìn cái hình bề mặt màng ở phía dưới thì cái màng RO nó sẽ bị tách lớp. Nguyên nhân là do cái áp suất dòng thấm lớn hơn áp suất dòng cô đặc, do đó thì màng sẽ bị giống như đẩy ngược lại. Màng RO chịu áp suất xuôi rất cao, tuy nhiên chịu áp suất ngược rất là thấp, do đó chúng ta nên kiểm soát cái áp suất dòng thấm, cái hiệu giữa áp suất dòng thấm với áp suất dòng cô đặc là không được quá 5 PSI. Và thông thường là cái hiện tượng này xảy ra khi chúng ta tắt hệ thống đột ngột, và nó sẽ xảy ra ở cái màng cuối cùng, và chúng ta có thể cái xác định bằng cái phương pháp probing test. Tiếp theo là những sự cố hỏng hóc do hóa học. Hỏng hóc do hóa học đó là xuất phát từ nguyên nhân là do các cái hóa chất tồn tại trong nước nguồn, thì đặc biệt là gốc clo dư. Thông thường chúng ta sử dụng clo dư để khử trùng thì thành phần clo dư có khả năng oxy hóa rất là mạnh thì có khả năng làm hỏng màng, hoặc là các cái dung dịch rửa, dung dịch CIP. Còn những cái hóa chất oxy hóa nằm trong đó, dung dịch khử trùng hoặc là dung dịch bảo quản, thì thông thường màng RO sẽ bị oxy hóa bởi các cái gốc clo tự do hoặc là các cái hóa chất có tính oxy hóa mạnh. Thì để ngăn ngừa thì chúng ta nên khử clo dư trước khi đưa nước vào màng RO, và chúng ta nên kiểm soát cái ORB để giảm cái thế oxy hóa, và chúng ta nên kiểm soát sự phù hợp của hóa chất trước khi sử dụng, đặc biệt là các hóa chất rửa màng. Thì ở đây chúng ta cũng lưu ý là khi chúng ta vận hành, khi chúng ta rửa màng ở những cái pH quá thấp, chẳng hạn như pH nhỏ hơn 1, hoặc là pH quá cao, pH lớn hơn 13, thì ở những cái giá trị này thì cũng rất là dễ làm hỏng màng. Do đó chúng ta nên lưu ý là cái thiết bị đo pH phải chuẩn. Thì trong suốt quá trình rửa thì chúng ta kiểm soát cái thông số này thật chặt chẽ. Tiếp theo là phần xử lý sự cố màng RO. Đầu tiên, chúng ta sẽ đánh giá vận hành hệ thống bằng phần mềm WASE. Thì chúng ta sẽ cập nhật chất lượng nước đầu vào và cấu hình của hệ thống hiện tại vào phần mềm. Vì chất lượng nước đầu vào sẽ diễn biến thay đổi theo thời gian, do đó chúng ta
cần phải hiệu chỉnh các cái thông số vận hành một cách tương ứng, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bị nhiễm mặn. Trong trường hợp bị nhiễm mặn thì cái TDS lên rất là cao, do đó chúng ta phải thay đổi rất là lớn về các cái thông số vận hành. Và sau khi cập nhật vào thì chúng ta sẽ đánh giá lại các cái thông số vận hành, flux, enthalpy, lưu lượng dòng thấm, độ dẫn điện dòng thấm, áp suất của từng state, và chúng ta theo dõi các cái thông số vận hành cũng như số liệu đã được chuẩn hóa, data normalization. Và chúng ta phải kiểm tra lại là từng màng RO phải hoạt động trong cái giới hạn cho phép. Thứ nhất là để tránh hỗn hợp cơ học thì cái lưu lượng dòng vào cho từng màng phải nằm trong giới hạn cho phép. Delta P cũng phải nhỏ hơn cái giới hạn cho phép. Và áp suất dòng vào thì đặc biệt là áp suất dòng vào thì nhỏ hơn giới hạn cho phép. Và chúng ta lưu ý đối với tình trạng búa nước. Và tiếp theo là chúng ta phải giảm cái khả năng kết tủa của dòng cô đặc. Thì ở đây thì chúng ta phải đánh giá lại cái lưu lượng dòng thấm nó phải nhỏ hơn giới hạn cho phép, và hệ số thu hồi của từng màng thì cũng phải nhỏ hơn giới hạn cho phép, và lưu lượng dòng cô đặc thì phải lớn hơn giới hạn cho phép. Thì các anh chị lưu ý chỗ này, lưu lượng dòng cô đặc phải đủ lớn để đẩy đi các cái chất bẩn có khả năng bám trên bề mặt màng. Nếu lưu lượng dòng cô đặc thấp quá thì cái khả năng đẩy của nó sẽ thấp, thì do đó cái khả năng mà các cái chất bẩn bám trên bề mặt màng rất cao. Tiếp theo là chúng ta phải kiểm soát được hiệu quả của quá trình tiền xử lý. Vì các phương pháp rửa màng RO chỉ là phương pháp cuối nguồn và có thể là không khôi phục lại được cái hiệu quả xử lý của màng RO giống như tình trạng mới ban đầu. Do đó chúng ta đặc biệt kiểm soát về cái khâu tiền xử lý. Thì ở bên cái bảng bên tay phải, các anh chị nhìn thấy bảng này cũng đã được trình bày trong phần 1 về troubleshooting. Đây là những cái guideline hướng dẫn chung về các cái giá trị chúng ta cần kiểm soát. Thì chúng ta nên kiểm soát thường xuyên cái chất lượng nước đầu vào dựa theo các cái giá trị này để giúp cho hệ RO vận hành tốt hơn. Dưới đây là bảng tổng hợp về các cái dấu hiệu, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Như slide trước thì chúng ta đã biết được cái dấu hiệu và nguyên nhân. Thì ở dòng 1, 2, 3, 4, đây là những cái dấu hiệu về cái lưu lượng tăng nhẹ, lượng muối qua màng tăng nhiều và delta pi thì ổn định. Thì các cái nguyên nhân chúng ta đã tìm hiểu thì tương ứng các cái biện pháp khắc phục. Nếu như màng bị oxy hóa thì chúng ta chỉ còn cách là chúng ta thay đổi màng, tuy nhiên chúng ta phải cũng kiểm soát lại cái khâu tiền xử lý. Nếu màng bị rò rỉ thì chúng ta vẫn phải là thay đổi màng và chúng ta nên chú ý cải tạo các cái lỗi lặp cả trích ở phía trước. Nếu o-ring bị rò rỉ thì chúng ta sẽ thay o-ring, hoặc là nếu mà ống thu nước dòng thấm bị rò rỉ thì chúng ta sẽ thay lỗi màng. Hoặc là ở cái vị trí dòng số 5 thì chúng ta thấy nguyên nhân kéo link, thì chúng ta có thể là tiến hành rửa màng và chúng ta nên tăng cường kiểm soát lại cái yếu tố tạo nên kéo link. Dòng số 6 thì chúng ta thấy là tắc nghẽn bởi các hạt keo, thì rửa màng. Tuy nhiên thì khả năng khôi phục của màng do cái tắc nghẽn bởi các hạt keo rất thấp, do đó chúng ta nên tăng cường cải tạo lại cái hiệu quả của cái quy trình tiền xử lý. Còn đối với cái dạng biofouling ở dòng số 7 thì chúng ta có thể rửa màng, khử trùng nguồn nước vào, cải tạo cái khâu tiền xử lý. Đối với tắc nghẽn hữu cơ ở dòng số 8 thì chúng ta có thể là rửa màng và chúng ta cải tạo cái quy trình tiền xử lý. Thì đặc biệt là cái tắc nghẽn bởi hữu cơ rất là khó rửa, cho nên chúng ta phải cực kỳ chú ý đến cái chất lượng nguồn nước vào. Và đối với cái màng bị nén ở dòng số 9 dạng compaction này thì chúng ta phải thay lỗi màng. Tuy nhiên thì để ngăn ngừa sự cố này xảy ra thì chúng ta nên kiểm tra lại cái khả năng tạo búa nước trong hệ thống, và chúng ta có cái cách vận hành bật tắt hệ thống một cách hợp lý và đuổi khỏi không khí ra khỏi hệ thống trước khi chúng ta tăng áp của màng. Hoặc chúng ta khi chúng ta tắt thì chúng ta phải không được dừng đột ngột.
Đó là các cái bản tổng hợp về cái dấu hiệu và nguyên nhân và biện pháp khắc phục của màng RO. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về autopsy. Autopsy là gì? Đó chính là chúng ta sẽ cắt màng ra để phân tích những cái vật liệu, các cái hạt, các hóa chất còn tồn đọng trên màng. Từ đó chúng ta sẽ biết được là cái nguyên nhân gốc gây ra sự cố của màng là gì. Công tác autopsy này sẽ được tiến hành trong phòng thí nghiệm, và khi bắt đầu cái quy trình autopsy thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá bước đầu khi chúng ta cắt cái màng ra. Thì đây là những cái đánh giá trực quan liên quan đến cái hiện trạng của màng RO. Ví dụ chúng ta đánh giá cái độ hư hỏng của màng, đánh giá những cái nắp hay cái vỏ bên ngoài coi có những cái đường rạn nứt hay không, hoặc là những cái cặn, những cái mảng bám trên cái vỏ bên ngoài. Chúng ta đánh giá những cái lá màng tình trạng như thế nào, những cái đường keo. Chúng ta đánh giá những cái ống thu nước của chính ống thu nước trung tâm của cái màng như thế nào. Và từ đó thì chúng ta sẽ có thể là sơ bộ được cái đánh giá cái nguyên nhân tắc nghẽn màng. Test đầu tiên của autopsy là chúng ta sẽ tiến hành drop test. Thì có hai loại drop test, là chúng ta nhỏ axit hoặc là chúng ta nhỏ sút lên bề mặt màng. Thì cái hình bên dưới là ví dụ về màng bị scaling CaCO3. Thì khi chúng ta tiến hành nhỏ axit trên bề mặt màng, axit sẽ phản ứng với canxi thì nó tạo thành cái bọt khí CO2 bay lên. Có những trường hợp thì chúng ta rất khó xác định về cái nguyên nhân gây ra cái sự cố của màng, do đó chúng ta cần phải phân tích sâu hơn về hóa học của màng. Thì ở đây chúng ta có tóm gọn lại các cái phương pháp phân tích. Thì đầu tiên các anh chị nhìn vào cái cột bên tay trái, đó là những cái phân tích các cái chất vô cơ, và bên tay phải là những cái phân tích hữu cơ. Thì cái phương pháp đầu tiên đó là phương pháp WGSX-RS. Phương pháp này thì chúng ta có thể là xác định được cái kim loại fouling trên bề mặt màng, hoặc là chúng ta xác định được những cái scaling. Và đối với chất hữu cơ thì chúng ta có thể xác định được những cái hư hỏng do những cái gốc halogen gây ra. Và cái phương pháp này thì để xác định chất hữu cơ thì chúng ta phải kết hợp với phương pháp SK. Tiếp theo là phương pháp FTIR. Thì phương pháp FTIR chúng ta sẽ xác định được cái silica và sắt fouling trên màng, và một số trường hợp của scaling chúng ta cũng xác định được. Và chúng ta xác định được cái khả năng hỏng màng do cái loại hóa chất. Hoặc là đối với chất hữu cơ thì phương pháp FTIR sẽ xác định được cái dạng chất hữu cơ nào đang bám trên bề mặt màng, hoặc là những cái phụ gia có đang tồn tại trên bề mặt màng, hoặc là chúng ta xác định được cái phần biofouling. Tiếp theo phương pháp tiếp theo là chúng ta sẽ tích ly, ngâm chiết các cái hóa chất còn tồn đọng trong màng, và chúng ta kết hợp với cái phương pháp là ICP OIS cho những cái hóa chất dạng vô cơ, hoặc các cái hóa chất dạng hữu cơ thì chúng ta sẽ sử dụng là sắt ký GCMS. Thì ở đây chúng ta có thể xác định được các cái chất vô cơ bám trên bề mặt màng. Thì cái đơn vị đó là miligam trên mét vuông màng. Hoặc là đối với chất hữu cơ thì chúng ta sẽ xác định được các cái micropollutant, những cái ô nhiễm cỡ nhỏ, hoặc là chúng ta sẽ xác định được các cái hydrocarbon. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm các cái phương pháp này ở phía sau. Phương pháp LOI, Loss on Ignition, tức là phương pháp này đơn giản là chúng ta sẽ thu cái mẫu đang bám trên bề mặt màng, sau đó chúng ta sẽ tiến hành đốt. Thì đốt có nhiều cái cách gia nhiệt nhiệt khác nhau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gia nhiệt để bay hơi nước, chúng ta sẽ tiến hành phân tích độ ẩm,
và chúng ta sau đó thì sẽ gia nhiệt cao hơn để đốt các chất hữu cơ. Thì phần còn lại là phần cho hay chúng ta còn phải tương ứng về các chất vô cơ. Thì từ cái phương pháp này chúng ta sẽ đánh giá được sơ bộ tỷ lệ giữa cái chất vô cơ và chất hữu cơ. Nếu trong trường hợp mà độ ẩm cao lớn hơn 80% và đa phần là chất hữu cơ thì chúng ta có thể phán đoán được cái sao lanh này thì đa phần là bắt nguồn từ vi sinh. Thì bên dưới là một ví dụ về phương pháp LI cho một cái màng. Thì chúng ta nhìn cái hình là màng bị sao lanh rất nghiêm trọng, và chúng ta sẽ phân tích thì chúng ta sẽ thấy đo được cái độ khô, đo được cái sao lanh distribution là cái phân phối giữa các cái chất bám trên bề mặt màng, và thành phần vô cơ là 5.76%, thành phần hữu cơ chiếm đa phần. Và chúng ta thấy là cái chất hữu cơ thì phân phối là khoảng 4.7 gram trên mét vuông. Thì chúng ta thấy là đa phần cái này chúng ta có thể kết luận sơ bộ là vì cái độ ẩm cao và cái chất hữu cơ nhiều cho nên có thể nó xuất phát nhiều từ pha lên và từ vi sinh. Phương pháp WD-XRS viết tắt của từ Wave Diffraction X-ray Fluorescence. Thì đối với cái phương pháp này chúng ta sẽ bán định tính được các cái halogen giống như clo, clo, boron, iốt. Thông thường cái phương pháp này sẽ kết hợp được với phương pháp SK, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis. Thì như cái giản đồ bên dưới, các anh chị mình sẽ thấy được cái nếu mà cái màng mới thì có màu xanh lá cây thì cái đường ở trên biểu đồ là đường màu xanh lá cây. Tuy nhiên thì trong cái trường hợp mà màng có những cái halogen bám lên thì chúng ta sẽ thấy có cái đường màu xanh xanh dương ở phía trên. Phương pháp ICP test, viết tắt của từ Inductive Coupled Plasma Emission Spectroscopy. Thì đối với phương pháp này thì chúng ta sẽ xác định được các cái kim loại bám trên bề mặt màng thì đơn vị là miligam trên mét vuông màng. Thì từ những cái kim loại này thì chúng ta sẽ xác định được cái một số cái nguyên nhân, đặc biệt là thông thường là chúng ta sẽ xác định được cái khả năng của silica bám trên bề mặt màng. Phương pháp TCNS, hay chúng ta còn gọi tắt là phương pháp sắc lý khí, thì để phân tích các cái sao lanh, những cái chất hữu cơ. Thì đối với cái phương pháp này thì đầu tiên màng sẽ được tích ly bằng cái dung môi phù hợp, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái mẫu dục cái dung dịch tích ly đi phân tích. Thì chúng ta sẽ xác định được một số cái hydrocarbon hoặc là dạng dầu mỡ khoáng bám trên bề mặt màng, hoặc là chúng ta xác định được một số loại đường, hoặc là xác định những cái dẫn xuất halogen của hydrocarbon bám trên bề mặt màng. Dưới đây là ví dụ về phương pháp TCNS cho hai màng RO. Chúng ta thấy đường màu xanh, đó là màng BW 3400 mới, và đường màu đen là trong trường hợp là BW 3400 đã qua sử dụng. Thì khi so sánh những cái thành phần đó thì chúng ta sẽ phát hiện được một số cái đỉnh, ở đây là những cái peak, những cái đỉnh lạ xuất hiện trên bề mặt màng. Thì từ đó chúng ta sẽ có thể dự đoán ra một số cái loại hóa chất đã tồn tại trên bề mặt màng. Tuy nhiên thì cái phương pháp autopsy này nhìn chung cũng chỉ là cái phương pháp cuối nguồn để xác định lại các cái nguyên nhân có thể gây ra sự cố của màng, mà rất là tốn kém. Do đó chúng ta cần phải làm cái động tác này từ ban đầu, tức là chúng ta sẽ giám sát cái vận hành của hệ thống màng, đo đạt các cái thông số vận hành và theo dõi các cái thông số đó, đặc biệt là chúng ta phải chú ý về cái chất lượng nước đầu vào. Thì từ đó chúng ta sẽ xác định được những cái nguyên nhân gây ra hỏng hóc màng một cách kịp thời, và chúng ta sẽ xử lý nó.
Còn đối với những cái trong trường hợp mà chúng ta không có số liệu thì autopsy cũng chỉ là cái phương pháp để chúng ta xác định lại các nguyên nhân, và chúng ta sau đó thì chúng ta vẫn quay về cái khâu tiền xử lý để chúng ta làm cho cái khâu đó hiệu quả hơn và giúp màng RO có tuổi thọ dài hơn. Trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự buổi thuyết trình. Hy vọng